chào mọi người đã trở lại với Đi Chơi Làm Sao ạ. Bữa nay là Tết nha mọi người, là bữa nay là bên Mỹ mình là 30 Tết, là tối 30 Tết có nghĩa là đã rước ông bà đầu về xong rồi. Thì bây giờ làm cái gì? Thì mọi người ơi, đầu năm á, từ gần cuối năm thì đầu năm mới, chúng ta ai cũng muốn là tiền vô cho nhiều đúng không? Tiền vô đầy nhà đúng không? Thì đây là mình tiền nè mọi người. Nhưng mà tiền này thì mọi người biết là mình làm YouTuber phải không? Thì đấy là số tiền mà YouTube mình đã tìm được, mình kiếm được từ YouTube đây. Mới đầu mọi người không phải là tiền này đâu nha. Đây ha, anh chiếu gần đây cho mình thấy, đây là tiền chẵn. Nhưng mà trước khi tiền chẵn thì chúng ta không phải được ông YouTube ổng trả cái này đâu nha mọi người. Đây là cái số tiền mà ổng trả. Thì đầu tiên mình làm mọi người, mình bỏ ra công sức mà họ trả mình giống như tiền xu vậy đó. Đó, thì đây là cái số tiền xu nha. Đây là cái số tiền chẵn là sau này mới có nha. Nên đầu tiên là tiền xu không nha mọi người. Đây là tiền xu mà ổng trả mình. Thì trong đây là có đủ loại màu hết ha. Là từ 1 xu nè, 5 xu, 10 xu tới 25 xu. Thì mình trong đây là mình có một nhiêu đây xu thì ok. Bây giờ cái số tiền này mình sẽ cất vô ha. Thì đầu tiên mọi người làm đó mà trả mình tiền xu về mọi người. Họ trả mình bao nhiêu tháng trời mà tính ra là tiền xu không nha. Thì tiền xu mình sẽ đem về tiền xu đó. Bây giờ mình có một rổ này nè. Rổ này khoảng có 15kg nha mọi người. Trong cái rổ này là 15kg tiền xu. Mình cũng không biết là bao nhiêu tiền nữa mà mình coi là 15kg nha. Thì mình đây là mình nói chính xác luôn là 15kg nha. Rồi sau đó thì mình mới được là tiền cắt nha. Tiền cắt. Rồi thì sau khi mà ổng trả mình tiền xu tiền cắt như thế này á mọi người, thì sau đó bắt đầu là mình làm việc tích cực nữa thì mình mới tới phần tiền này. Thì đây là cái số tiền mà mình nhận được. Và cũng như đồng thời thấy là cái số tiền mình nhận được nha mọi người. Thì đây là số tiền mình nhận được ha, là mình nhận được từ ông YouTube. Nhưng mà mọi người ơi, làm để kiếm tiền nhiều làm cái gì? Hôm nay là Tết mà chúng tôi không có thường thường chơi bầu cua, cá cược hay là cái gì đó cho nó giải trí, nhưng mà cũng không được nữa là bởi vì Covid, không có làm gì được hết. Không đi chơi được, không du lịch được, cũng không ngồi lại chơi bầu cua, cá cược được. Vậy thì tiền này làm cái gì vô mọi người? Thôi thì đem ra đếm nha, đếm cho nó đỡ buồn. Rồi thì mọi người ơi, bây giờ tiền xu hay là tiền giấy thì cũng là công sức chúng ta làm ra đúng không? Thôi thì ở nhà đếm cho nó đỡ buồn ha, cho nó sướng cái tay mình trước đã. Rồi thì mình nhà mình cũng không thể thiếu được cái hoa mai vàng. Thì đây là hoa mai mà được những bao lì xì mình đã treo lên. Thì đây là những cái lì xì để cho con mình. Thì không thể thiếu những bao lì xì hả mọi người. Thì đây là những cái bao lì xì mà mình sẽ để sẵn đây cho con mình về. Thì thường con nít đó mọi người, ở đâu cũng vậy, có bao lì xì nó sẽ về ha. Thì đây cũng là ngày Tết của nguyên đán của người Việt của mình. Đây là bao lì xì mình để sẵn cho các con mình về nha mọi người. Thì nhà nào mà muốn các con về đông đủ thì cứ để bao lì xì, cứ để như vậy là các con nó sẽ về rất là đông đủ ha. Thì để cho tụi chúng nhỏ, thứ nhất là không có quên cái Tết truyền thống của mình. Thứ hai nữa là nhà nhà nào cũng được vui vẻ, con cháu về đầy nhà ha. Chắc nó về nó nhìn vậy nó sẽ vui lắm. Và nó sẽ ủng hộ mình làm YouTube nữa ha. Chứ nếu không là nó sẽ cản trở mình dữ lắm. Nó nói tại sao mình suốt ngày cứ ngồi trên cái máy và nói vừa cười một mình vậy. Thật ra là mình có rất là nhiều khán giả ha. Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và thương mình, đã theo dõi mình từ cái kênh Diễm Liêu USA mà qua cái kênh Đi Chơi and Travel. Bây giờ là Tết rồi thì cũng là hết năm rồi nha mọi người, qua tới năm con trâu. Hy vọng là nhà nhà ai cũng có được cặp trâu vàng nha, chứ không có phải là cài như trâu mà để là trâu nó đẻ ra trứng vàng cho mình ha. Thật ra thì trâu làm sao đẻ ra trứng, nhưng mà nếu mà nó đẻ ra trứng được thì cũng là trứng vàng rồi. Thôi thì chúng ta đón năm mới năm con trâu nhưng không cài như trâu nha, đó là trâu vàng. Trâu vàng thì nó sẽ cài ra vàng cho chúng ta nha. Mình cũng mong mọi người ai cũng được giống như mình như vậy nha. Thì đem tiền ra đếm để cho lấy cái hơn nha mọi người. Mọi người ơi, thì đây là mình có một dĩa xài. Thật sự ra đầu năm không nên ăn xài nha mọi người. Xài thì chúng ta đừng ăn xài, chỉ ăn thôi, đừng xài ha. Cho nên là để tượng trưng cái màu vàng cho đẹp thôi. Thì chúng ta sẽ có, đây là trái quýt, còn gọi là trái quýt ha. Cứ là ăn quất thôi ha, đừng có ăn xài nha mọi người, mà phải là ăn quất nha. Như vậy nó mới có ý nghĩa và nó đậm đà cho cuộc sống ha. Cuộc sống có tiền nè, được ăn nè, được quất nè, vậy là ý nghĩa vô cùng cho một năm con trâu nha. Năm con chuột này bỏ qua nha. Thì Covid, Covid gì á, mình đốt hết rồi thì sang năm sẽ không còn nữa nha mọi người. Rồi mình chúc nhà nhà một năm mới an khang thịnh vượng, có tấn vàng thì sẽ có tấn tài tấn lộc vô thôi.
Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của mình. Nếu mà thích thì cho mình một like, chỉ có cần nhiêu đó thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Rồi mình sẽ gặp lại video kế tiếp nha. Bye.